Tối ngày 22 tháng 6, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay, Viện đang xem xét để phê chuẩn các quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này về khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên về tội giết người. Sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Phạm Kim Phê. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ động cơ gây án của nghi can Phạm Kim Phê. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Phạm Kim Phê cùng ba bạn nam đều ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An rủ hai em nữ, trong đó có cháu Đỗ Thị KH, 13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An đến khu vực gành đá đĩa chơi. Sau đó, em nữ đi cùng có việc về nhà trước nên cả nhóm đến chơi tại tiệm internet ở xã An Ninh Tây. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phạm Kim Phê chở cháu H về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với cháu H nên chở cháu vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Tại đây, cháu H đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt H từ phía sau. Cháu H giãy giụa bấm điện thoại gọi cho chị ruột kêu la, chị ơi, cứu em, thì Phê đe dọa rồi giật lấy điện thoại ném đi. Cháu H bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo đánh, dùng tay siết vào vùng cổ làm cháu ngất vì ngạt. Khi cháu nằm yên, Phê thực hiện hành vi giao cấu rồi dùng tay đào một hố cạn dài khoảng 1,5 mét rồi kéo xác cháu H vào hố lấp cát, dùng lá cây che giấu. Sáng ngày 21 tháng 6, thi thể cháu H được tìm thấy tại khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.